tướng Quỷ Dương nhìn nó xuống đầy đường này đâu, nó bắt những người ấy, nó bắt nó ăn thịt, nó xé xác, nó làm đủ thứ luôn, nói chung là giấy lộn luôn đó. Yeah. Không còn kịp đó, chỉ có người tu mình là được Phật cứu thôi. Yeah. Là Phật cứu là sao biết không, là mẹ mẹ muốn quá một cái bầu trời, mà đem các đứa con, mà những cái đứa con biết tu hiện biết đem tu vô. Yeah. Giữ lại còn ngoài này ha, nào là hầm thú beo cọp rồi gắn gít rồi ma quỷ ha, nạnh ai nấy ăn nấy xé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, con kính lễ Phật, con kính lễ thầy. Dạ con mến chào cô Năm. Nam mô Di Đà Phật, cô chào Dương Cầm. Dạ con mến chào cô. Thì hôm nay hữu duyên cô cháu mình thì con cũng có vài đoạn giảng trong dưới bóng cội tùng của Đức Phật Trùm. Xin hỏi cô Năm để cô Năm giải nghĩa rồi theo cái sức hiểu của mình để cho bà con cùng học hỏi thêm ha. Dạ. Thì nay con xin hỏi cô Năm. Cả kiêu già trẻ gái trai, tu sao tặng mặt người xưa? À, tu sao cho tặng mặt người xưa là sao cô Năm? Tu bây giờ thầy đó, thầy Phật Trùm là cũng thầy chuyển kiếp, Phật thầy chuyển kiếp. Dạ. Là Đức Phật thầy Tây An chuyển kiếp ông Phật Trùm. Dạ. Được kiếp đầu tiên. Dạ. Thì ông cũng tu theo cái thì ông Phật, thì ông chuyển lại là ông Phật Trùm là cũng Phật thầy đó. Dạ. Nói cho bà con hiểu biết luôn. Dạ. Là kêu á già trẻ gái trai tu sao cho được. Thì mình gán tu để mình gặp người xưa, có nghĩa là mình gặp được Phật, được thầy trở lại đó. Dạ. Những vị cao nhân tu đây là sau này lập lại, là mình tu sao mà cho được gặp mấy người đó. Dạ. Bởi vì mới là gọi là tu cho tốt, tu cho ngon lành thì mình mới gặp được người xưa. Yeah. Người xưa là những người là cao nhân tu đó. Yeah. Thì mình cũng gặp Phật, cũng gặp Thì mình tu đó là tới ngày lập hội là mình tu mới gặp được, hay là mình tu tốt thì tu cho chân chánh thì sẽ gặp được các ngài cô Năm? Không, đến ngày lập hội mới gặp. Dạ. Đến ngày lập hội mới gặp được Phật, được các chị đó. Dạ. Dạ thì tiếp theo là tháng ngày giữ dạ múi dưa, bền lòng thiện niệm, sớm chưa chớ sờn. Ta về khải lại bản đơn, tử kỳ có thấu, thất sơn hẹn hò. Thì nói á, như là ông Phật Trùm nói, người dân mình gán tu giữ dạ múi dưa, có nghĩa là tu thì đừng ham giàu sang phú quý, bền lòng chặt chẽ thì sau này sẽ hợp hội tại cái vùng thất sơn bảy núi của mình. Dạ. Là đến đây là lập hội Long Ba là tại vùng bảy núi đó. Dạ. Tại nhà bàn luôn. Dạ. Nghe. Thì bởi vì ông mới nói là mình gán tu với vợ múi dưa bền lòng, mình không tham lắm giàu sang phú quý vậy, để giữ cái dạ bình dân tu múi dưa nghèo hèn, nhưng sau này được gặp Phật, được dự hội Long Hoa, được gặp Phật, gặp tiên. Yeah. Là tại cái vùng bảy núi của mình, là dự hội Long Hoa tại nhà bàn luôn. Dạ. Thất sơn đó, thất sơn là bảy núi đó, vùng của mình ở đây là vùng bảy núi, gọi là thất là bảy. Dạ. Bởi vì nói thác sơn là dùng bảy núi. Dạ tiếp theo là đờn kêu bới hỡi là trò, thuyền kề bến hậu hát hò dòng sông. Đờn kim đờn kêu tìm kiếm lão ông, lão ông trở lại đất đồng thú nghiêu. Lão ông này là ai mà đất đồng thú nghiêu là sao? Sau này đó lập hội lại đấy hen, là vua tướng vua nghiêu đó, ngày xưa đó là hai ông đó là ham vua. Dạ. Là hiền lương nhân ái lắm, sau này lập hội là hai ông cũng tái trở lại đó, là vua tướng vua nghiêu đó. Dạ. Bởi vì là mình tu đây thì sao mình gặp lại tất cả những vị đắc đạo Phật, gặp những vị thời đó người ta cũng tu cho là mình gặp hết, gặp Phật, gặp các vị đó luôn, là vua tướng vua nghiêu. Dạ. Ngày xưa đó là hai ông này là vua đó. Dạ. Vua tướng vua nghiêu đó là hiền lương nhân ái dữ lắm. Dạ. Người dân sau này là hai ông trở lại nữa. Dạ. Hai ông này trở lại để mà lập hội Long Hoa nữa. Dạ. Dạ thì kế tiếp nữa là đờn kêu trò chớ đánh liều, âm dương giấy loạn khó hầu thoát thân. Ủa tại sao mà đờn thì kêu thì nói mình tu đó là tu cho đàng hoàng, chứ đừng có tu mà đánh liều, nghĩa là tu cho có đó. Dạ. Thì mình tu đàng hoàng, mình tu cho làm phước làm hiền, tâm mình từ bi bác ái đại đồng, mình thương tất cả, cái tâm mình vững vàng thì mình sẽ gặp.
Còn mình tôi lơ lửng đó thì nửa âm dương nó xuống giấy loạn đó, thiên ma quỷ dương nó xuống là nó giấy loạn lên, nó bắt những người đó, giết những người mà hung dữ hết. Thì mình tu lơ lửng đó là mình không có được, thì tới đó âm binh nó giấy loạn thì nó giết, nó ăn thịt mình, là quỷ ma nó xuống nó bắt, nó làm đủ thứ. Bởi vì ổng mới kêu mình tu cho đàng hoàng, chứ đừng có tu mà lơ lửng là không có được cái gì, thì tất nhiên âm binh nó giấy loạn. Tới đó âm binh nó giấy loạn, giấy loạn là con biết không nè, quỷ dương nè, ma dương nè, rồi là khi mà tiếng sấm nổ đầu tiên là nó dậy lên hết. Dạ, các hồn ma rồi. Hồn ma nó dậy lên, nó bắt hết những người hung ác, những người không có tu. Tu lơ lửng đó, là tu không có đặng, mọi người tu cho lấy có đó. Dạ. Chứ không phải là tu chí quyết thành tâm thành lòng thì mới được Phật cứu. Thì ông Phật nói tu cho chí quyết thành tâm thành lòng thì cam lò Phật ban đó, là đến đó Phật mới ban cho mình. Còn mình tu lơ lửng hoài, ai đâu ban phước cho mình đâu, đến thì âm binh với giấy loạn thì nó phải bắt hết về bên nó. Dạ, âm binh giấy loạn là cũng như là thời đó là bắt đầu là ma quỷ loạn, hồn ma hồn này kia nó giả danh Phật này kia, nó không không giả danh luôn, nó ma quỷ loạn, nó bắt luôn, giả luôn hả con? Nghĩ giả luôn, có giả gì. Lúc đó là giấy loạn luôn rồi. Dạ. Không, giấy loạn không bắt giả danh nữa. Không còn, bây giờ giả danh nè. Dạ. Bây giờ đang này là giả. Còn đó nó là không còn giả nữa. Giấy loạn lên là nó bắt hết. Dạ. Ghê quá. Cái đó mệt lắm ạ. Mình làm tù đó nó sợ không cũng hết tù. Đâu có đó mà không còn mà giữ được cái mạng đâu. Giấy loạn là nó bắt, nó bắt nó ăn thịt, nó bắt nó đem hết. Làm đủ thứ chiêu trò hết. Giấy loạn mà cái nghĩa giấy loạn là nó rất là quá lộn, nhiều rồi. Quá không nhiều còn đó. Kiểm soát luôn đó. Là nó lộn xộn luôn đó. Giấy loạn là cái gì? Loạn luôn rồi đó. Loạn luôn rồi đó, không còn mà ngăn nắp nữa. Cho bằng âm binh, âm tướng, quỷ dương gì nó xuống đầy đường này đó. Nó bắt những người ấy, nó bắt, nó ăn thịt, nó xé xác, nó làm đủ thứ luôn. Nói chung là giấy loạn luôn đó. Không còn kịp đó. Chỉ có người tu mình là được Phật cứu thôi. Là Phật cứu là sao biết không? Là mẹ, mẹ muốn quá một cái bầu trời, mà đem các đứa con, mà những cái đứa con biết tu hiện nó đem vô. Giữ lại còn ngoài này ha. Nào là hầm thú, beo, cọp, rồi gắn, gít, rồi ma, quỷ, nạnh ai nấy ăn nấy xé. Nạnh ai nấy ăn nấy xé đó. Chứ phải dừng dẫn đâu. Bởi vì máu chảy mà thành sông đó. Ở trong cái sấm giảng của ông Phật Thầy mà cái quyển ba đó, ông nói từ đây mà ra tới Cần Đăng là như ở trên cái đầu sọ người ta như là sọ mù u đó. Cái đầu người ta mà thành như trái mù u luôn, mà nó dày lên cái đó, còn sông là nước máu, không có nước uống. Xong mà máu chảy thành sông đó. Trong cái quyển ba, cái quyển ba mà của ông Phật Thầy Tây An ấy, đọc nghe đi rồi nghe mới hết hồn. Cô nói này, cái này là trong cái quyển ba của ông Phật Thầy đó, chứ không phải cô nói thêm bớt gì nghe. Nghe đi bà con, nghe đi rồi mới là hết hồn. Chẳng phải đâu. Nó bị nghe máu nó nhiều quá tu rồi đó. Nó xuống sông cái nó hòa lộn với dòng sông cái máu chảy thành sông đó. Lúc đó là máu mà chảy thành sông, còn đầu người ta là thành sọ mù u đó, thành trái mù u đó. Cỡ đó luôn á. Tàn. Còn có non nước nào mà nói không? Bây giờ cái đầu mình mà thành như là mù u, mà trái mù u mà đổ đống đống nữa, con nghĩ đi, người ta còn bao nhiêu. Chết trơn rồi. Nghe tới đó lạnh lùng xương sống luôn. Bởi vì mình dám tu. Ví dụ như những người mà tu chân chánh ở xa thì được Phật bà rước hả? Cũng rước hết. Dạ. Thì hen mẹ mới dùng cái nước cam lộ của mẹ mới gãy xuống nhìn hen. Là những đứa con mà hiền mà tu đó, có niệm Phật không biết trên cái cán đó có cái điểm. Có cái điện điện quang ra làm quá một cái bầu trời, đem hết về cất vô đó. Còn mà những người mà ác gian thì ác rồi. Tiêu khi mà lặn rồi đó, sóng im gió lặn rồi đó, mới dùng phép màu mới gãi xuống là mình mới sống lại. Bởi vì cái này âm dương giấy loạn, như trong cái sấm giảng của thầy Đức Thầy cũng có câu là sau này ác thú muôn bầy lớp bay lớp chạy đó. Sau này đa đo đó, ai mà muôn bầy luôn dạ. Ai mà ăn ở nghênh ngang đốn đường nó bắt xé tan xác hồn luôn đó, xác mà còn hồn xác hồn luôn, cái xác nó ăn tan nát phồng xương không, nó nhai luôn á. Rồi cái hồn mình tiêu, cái xác mình cũng tiêu luôn. Ghê chưa? Bởi vì nói bình thường này người mình là chết mà tan xác thôi. Thì ví dụ cũng còn cái hồn đi chịu tội, ăn luôn nó có hồn tan xác tan hồn luôn. Hồn nó cũng hồn bay phát tán luôn đó. Lúc đó không còn hồn xác là mới là con biết như vậy đó, rồi mới lặp lại cái đời thánh đức. Là cũng như lúc đó là để cho, là cũng như Phật để cho cái muôn thú muôn bầy đó nó ăn, để mà cũng như là nó tiêu diệt những loại người ác gian đó, hồn tiêu luôn, xác cũng tiêu luôn,
rồi còn lại những người hiền không mới mới lập hội Long Hoa mới được dự hội thánh đức rồi đem lại là hiền không đó. Dạ. Là Phật để cho đó là nó người sàn luôn đó. Tu chân chánh tẩy chằng đó, nó tẩy cho sạch luôn đó. Dạ. Những hồn xác nó ăn luôn rồi còn người hiền không gọi là tẩy chằng rồi đó. Lúc đó thầy mới dùng phép màu lập lại thượng quân. Bởi vì thầy mới nói là dùng phép màu mới lập lại thượng quân, là dùng cái phép ông chỉ nó là đất nhà cửa là toàn bộ là cảnh lầu đài điện ngọc, con người mình cũng vậy luôn. Phật mới dùng phép là tiên mình thành tiên hết chân luôn. Yeah. Ngon lành ham bởi vì gắn tu. Yeah. Gắn tu là lúc đó là được rồi mình mới ngon. Bởi vì thầy nói là tuy tu hành chưa chữ nghèo nào, bây giờ chịu nghèo chịu khổ đi. Yeah. Đến đó mới ngon. Yeah. À, bây giờ đừng có ham giàu ham sang này kia, là đến đó là không có còn. Yeah. Với lại bây giờ giàu sang cho lắm cũng đời. À. Đâu được hai đời đâu. Mà mình giàu sang cho lắm mình cũng đâu có đem. Nhưng mà đến đó mình cũng sống trường tồn mãi mãi đó. Yeah. Bây giờ mình sống đâu được nhiêu năm mà mình lo cho nhà cao cửa rộng. Bây giờ mình lo mình tu đi cậy nghèo cũng được nữa. Yeah. Nghèo nhưng mà đến đó mình được sống, mình thành tiên rồi thì mình sống mãi mãi. Yeah. Đó. Còn bây giờ mình lo giàu lên rồi cũng đâu có được. Yeah. Tiêu giàu mà nhắm mắt xuôi tay không đem được gì. Đó. Giàu sang bởi vì nói giàu sang cho lắm cũng có một đời. Bởi nghèo vậy khổ cũng nói, vậy thôi. Cơm ngày hai buổi à. Thì cũng ăn có hai cái chén nó cũng no cái bao tử rồi, còn đâu nó ăn được nhiều. Quần áo cũng mặc bộ thôi, không lẽ mặc vô 5-6 bộ được. Yeah. Thì cũng có nhiêu đó thôi, nên bà con gán cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Giàu cho giàu đến đâu đi, rồi nhắm mắt cũng buông. Nhưng mà bây giờ chịu nghèo chịu khổ đi, tu đi, có tiền dư đem bố thí đi. Đến đó mình thành tiên mình sống mãi mãi, mình sống hoài hoài luôn. Yeah. Ngon lành không? Bây giờ mình sống là được nhiêu cũng chết. Yeah. Nhưng đến đó mình giờ mình chịu nghèo chịu khổ một lúc đi, chịu nghèo chịu sơ sát cũng được lúc này đi, đến đó mình được ngon lành luôn, trường tồn luôn. Yeah. Nên bà con gán cái chỗ này nghe, gán có tiền làm phước bố thí tâm từ bi thương tất cả mọi người, đừng để dành. Yeah. Ăn đủ ăn dư chút đem cho, để dành ăn chút thôi, đem cho ăn chút chứ đừng ta để dành. Yeah. Để dành bởi cái đó mới còn đó. Phật tổ ông biết gì mà ông bỏ đi đền đài điện ngọc hết để mà ông đi tu đó. Thì đó, bởi vì cái câu thầy mới nói nè, xã phú mà cầu bần là ông như Phật tổ đi, vua không làm đó. Yeah. Mà đi là đi vô rừng ở đó là ông xã phú rồi đó. Yeah. Ông cầu bần là có nghĩa là ông nghèo nàn bận quả gắt luôn mà chấp nhận cái tu mà được chồng được tới bây giờ trường tồn mãi mãi đó. Thấy không? Yeah. Còn mình nay mình tiếc làm chi, mình bỏ cái này đi kệ, mình chịu cực khổ lắm nữa mình được Phật cứu, mình được là tiên rồi mình sống mãi mãi luôn. Yeah. Bởi vì thầy nói đó là cái câu này thì bây giờ cái câu này mới nghĩ ra là của ông Phật tổ. Xã phú cầu bằng mà xã thân cầu đạo, đúng là của ông Phật tổ. Vua gian sang không cần mà đi vô rừng, con cưng cũng không cần luôn. Vô rừng ngồi tu quần áo tả tơi, thấy không, đúng là cái câu này Phật thầy nói đúng. Xả cái thân này đi cầu đạo, xả cái vinh hoa xú quý mà đi cầu cái chữ nghèo để tu đó. Dạ. Yeah. Nói gì bà con gán. Dạ. Yeah. Vì ta đi. Phật tổ mới là Phật tổ. Người dân mình đâu mà hơi hơi thôi là thấy tiếc rồi, bởi vì tiếc rồi còn làm phàm hoài. Dạ thì tiếp tục đó là đờn kêu lập lại phong thần. Châu Hưng Diệt Trụ chọn văn lương hiền. Câu này nghe hay Châu quá. Châu Hưng Diệt Trụ là cái thời này là đời nhà Trụ qua. Yeah. Rồi ông. Yeah. Vô Trụ đó. Yeah. là Châu Hưng Diệt Trụ phải không? Dạ. Yeah. Là cái thời đó là ông vô Trụ chọn văn lương hiền. Thì lúc đó cũng qua một cái thời là vua Trụ rồi. Ông vua. Yeah. Trụ này ổng không, ổng mê đắc kỷ mà ổng mới là tiêu diệt. Yeah. Sau ổng chết đó, thì Phật không có cứu ổng luôn. Yeah. Nên là cái thời đó thì nó qua rồi. Yeah. Thì cái nhưng ông mà Tây Bá đó, Tây Bá. Xưa Tây Bá Thất Niên Vũ Lý đó. Yeah. Là ông Tây Bá là ông người chánh cái thời vua Trụ đó nghe. Để cô nói cái thời vua Trụ là ông Tây Bá nè, rồi Khương Tử Nha nè, rồi Lý Tịnh nè, là người chung không à. Yeah. Mà cái thời đó thì ông vua Trụ thì ông mê đắc kỷ nên ông không có nhận ra người chung, người chánh, người ác. Nên là ông bây giờ nghe lời là ông diệt,
Nên là Tây Bá đó kéo về, kéo binh về một cái nơi đó để ẩn, để chờ cái ngày để lập lại, để lập lại là cái ông vua chủ ông diệt rồi đó. Thì xưa Tây Bá thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời, là ngày xưa đó bị ông là vua chủ đó, ông mới là quan ức trọng mà 7 năm á, phải giam cầm 7 năm. Nên là chờ cái ngày vua chủ diệt rồi thì ông mới kéo quân lấy đất nước lại, mới làm lập lại cái đời thánh đức lại đó, hiền lương lại đó, là đời vua chủ đó qua rồi. Bởi trong sấm giảng của thầy cũng nói xưa Tây Bá thất niên vũ lý là ông phải chịu 7 năm, thất là 7 năm, phải chịu mang tiếng xấu, là mang cái tiếng là cũng như là quan ức 7 năm. Xưa Tây Bá thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Bây giờ mình bị người ta nói quan ức mình, hồi xưa ông còn bị, ông Tây Bá còn bị gì đó. Sau này ông mới kéo lên làm vua là Tây Bá Kỳ đó. Dạ thì kính thưa cô Năm, thì cái câu này thì câu sau thì nói vậy, nhưng mà đờn kêu lập lại phong thần, rồi mới châu hưng diệt chủ trọn dân lương hiền. Thì đờn kêu lập lại phong thần, thì phong thần lúc đó đã lập rồi, bây giờ lập lại nữa đó cô Năm. Nói đờn kêu lập lại phong thần, rồi châu hưng diệt chủ trọn dân lương hiền, đờn kêu sao xuyến nào yên, bà môn giấy loạn tranh bàn quyền môn đế dương. Bàn môn, bàn đã môn, bàn môn đó. Dạ, bàn môn giấy loạn tranh quyền đế dương. Rồi đờn kêu di lạc Phật dương, diệt tà lập chánh, hai đường chẳng sai. Màn này, màn này là di lạc nè, lập diệt tà nè. Đó, màn này là tới cái màn Phật Di Lạc. Dạ. Còn cái thời ông vô trụ là qua rồi đó. Còn màn này là tới Phật Di Lạc đó, là diệt tà mà lập chánh đó. Hai đường chẳng sai. Bởi vì tới đây những đạo tà tiêu hết. Bây giờ con đi tính đi hen, từ từ ấy hen, con nhìn xem đi, những cái đạo mà tà đấy hen, là từ từ nó sẽ tiêu, từ từ dẹp hết. Mà con thấy chừng nào mà những cái đạo tà mà dẹp hết là tới rồi. Còn những người chánh không, người chánh là ta không tiền, không bạc, không màu, không sắc, không ông lên bà xuống là chánh. Còn những cái đạo tà đó đến thì tiền áo màu, ông lên bà xuống là tà. Những cái chánh là đến không tiền không bạc, bởi vì thời không này màu, là không thời sắc. Của ông Phật Di Lạc đó cô Phật Di Lạc đó, diệt tà lập chánh đó, tới đây nè, bắt đầu diệt tà lập chánh trở lại nè. Bởi vì bà con gắng mà tu thì để sau này nhiều, mà nhiều mối đạo quá, thầy cũng nói rồi 3600 mối đạo. Thì thầy cũng nói rồi, khi mà con nè, đạo tà mua khéo âm thầm, nó mua khéo lắm. Cái giả nó là Phật là rồi không à, nên bà con mới tin. Cái theo. Bởi vì thầy nói là đạo tà mua khéo âm thầm, khuyên dân gắng tránh kẻo lầm mà khổ. Mình phải biết nhận ra cái chỗ nào tránh, chỗ nào tà. Chứ đơn thô khổ đó, mới đạo lên nghiệm nó hay lắm, nhưng mà ra vô dầm rồi mới thấy khổ. Bởi vì đạo tà thì dùng phép linh không à, còn thầy mình thì đâu dùng phép linh, chỉ dùng cái tâm để chỉ dạy người nào tâm tự tu bi tâm đó, không à tu đó. Nhưng mà vậy đó, không linh không nghiệm mà lại là bền vững. Thì Phật thâm thâm dịu dịu mà ngàn năm cũng vẫn còn không mất. Tại vì Phật cũng chỉ về tu về tâm không à, mà người tu về tâm thì mới đắc đạo được, chứ tu về phép linh thì đâu đắc đạo. Bởi vì màn này diệt tà lập chánh đó, là cái màn này đến đây là tới nè con. Tới đây nè, hiện tại bây giờ đó là đang đó, đang tà nó dậy lên đó, nó dậy lên rồi mới diệt được nó, rồi mới lập lại chánh. Bây giờ đạo tà nó dậy lên đó, nó dậy lên rồi con thấy dậy lên rồi một thời gian, từ từ nó sẽ diệt diệt hết đó, là mới lập lại, mới chánh, là cũng như là lập lại thượng quan luôn đó. Bởi vì nếu mà đạo tà giờ dấy lên từ từ thì có Phật Di Lạc cũng ra chứ, chắc cũng cho người này người kia dẹp mấy cô Năm. Thì cũng khiến cho các những đạo tà cũng khiến cho là, thí dụ bây giờ mình dân mình không làm được, nhưng chánh quyền ta làm. Ta làm được, ta dẹp được. Thì khiến gì đó. Cũng như là công an chánh quyền ta dẹp được mấy người đó. Nên là cũng trên sắp đặt mới diệt được, chứ như không mình người dân mình làm gì được. Bây giờ thời này sắp tới thì cũng nói chung ma ma Phật Phật, thì có Phật thì cũng có ma, bởi vì mới ra được cái vở tuồng đó cô Năm. Phật ma ma Phật mới dở ra diễn tuồng, thì bây giờ nó đang dở nè, đang diễn tuồng dở ra nè.
đang cái tuồng nó diễn nè, màn mới mở màn nè, thì bắt đầu rồi, và từ từ mới diệt những cái, mới mở màn ra mình mới biết người nào tàn người nào chánh thì mới diệt được, chứ không có mở màn sao mình biết nó tàn nó chánh được. Dạ. Thì mới diệt, diệt từ từ đi để chính quyền đi diệt, chứ mình đâu có diệt được. Dạ. Thì đó vậy, cái cơ nó là gì? Nó gì? Mình không có. Nếu bây giờ nó không có lộ ra mình cũng không biết. Dạ. Nó lộ không biết ra ở mình đâu. Mới biết. Dạ. Nó gì? Mà theo con nghĩ như YouTube này thì cũng là một cái cơ hết cô Năm. Thì nếu mà không có YouTube quay thì sao biết chỗ nào không biết lộ luôn. Nào gái? Cũng bởi vì hồi đó giờ đâu có đâu. Dạ. Bây giờ cái tự nhiên YouTube có lên là cũng sư mạng chắc cũng khiến đến ngày đến giờ phải có một cái như chuyện như gì người ta mới biết được. Chỗ nào muốn xưng danh hay xưng gì thì cũng có YouTube để mà đưa lên, chứ không có không đưa lên ai đâu biết. Đúng rồi đó. Bởi vì màn cuối này rồi thầy có khuyên là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Thấy chừng đó khổ kêu thầy cơ Phật, Phật đâu có kịp. Nên là thầy ông mới kêu vậy đó, kiếp kiếp, tu là kiếp kiếp là tu giết kiếp đó, để không kịp. Nên có người hỏi tu kiếp kiếp làm sao, tu mau mau tu liền. Bây giờ biết là tu liền bây giờ mà tu cho chí quyết. Đó, là gọi là tu gấp gấp đó. Chứ không phải là gấp là chạy đi đâu. Thầy nói là có cái mẫu chuyện nào nói tu mà còn hẹn đến ngày mai đó. Tối nay là ông chết. Tối nay chết queo rồi còn đâu nữa. Đâu tu được. Kêu niệm Phật than gần không rảnh. Đến chừng quỷ sứ bắt hồn không rảnh cũng đi. Mắc gì cũng đi. Đó, mắc việc gì cũng đi. Yeah. Đâu có hẹn được, còn kêu niệm Phật cái hẹn bữa nay tu mắc con cáo gì đó rồi không có niệm được. Rồi đến quỷ sứ lại bắt hồn. Không rảnh cũng phải đi thôi. Đâu có hẹn được. Bởi vì tu thì tu liền đi, đừng hẹn đừng chờ. Nên bà con tu là tu liền. Tu bây giờ cũng dễ chứ có gì đâu khó lắm. Dễ quá mà. Tu là sửa phải không con Năm? Tu là sửa. Sửa cho tâm mình hiền lương. Sửa cho tâm mình đừng có sân si. Sửa lại đừng có giận hờn, buông bỏ bớt. Đừng có tham danh lợi nhiều quá. Mình cũng làm vừa đủ ăn đủ sống, đừng có tính hơn thua người khác, là sửa cái tâm mình cho tốt, cho trơn đó. Thì thầy nói cái người con người mình giống như cái cây vậy đó. Như cái cây cạnh khến đục cái đẻo viết nó cũng tròn. Mình sửa viết từ từ cái tâm mình nó cũng trơn lại, là nó hiền lương lại, là sửa đó. Ví dụ như ngày xưa nhậu một lít thì giờ nhậu xị thôi cho nó giảm lại. Xị rồi cái từ từ cái bỏ luôn. Bỏ luôn được. Ngày xưa ăn chay không được, giờ ăn 4 bữa thôi. Rồi từ từ lên 10 rồi lên sữa đó, sữa lần lần đó. Yeah. Ví dụ con người mình phải sữa, phải gọt, phải bào cho nó từ từ nó mới tròn, nó mới láng lại chứ. Tu thì phải sữa, tu mà phải hành. Tu không hành, hành bất chánh thì người đời mới nói. Mà mình hành cho đúng, đúng cái lời Phật dạy thì người ta không nói. Nói gì đó. Bởi vì ta nói, cô Năm nói, con mới nói, có nói có câu là nhân hư chứ đạo nào hư. Nói là gì? Phật nào cũng dạy mình tu làm hiền làm lành không, mà làm không đúng là do mình làm chứ không Phật không có dạy mình. Nói chung là đạo nào, đạo Thiên Chúa cũng vậy luôn. Dạy người tốt nhưng mà làm không tốt là do mình đó. Chứ không có phải là Phật dạy đâu. Nhiều người nói đạo đó không tốt. Không phải. Tâm mình, con người mình không tốt. Không phải đạo. Bên đạo Thiên Chúa thì mỗi tuần lễ thứ bảy chủ nhật xin tội. Mà còn đạo của mình, hòa hảo mình ngày nào cũng xin hết. Ngày nào cũng cúng cũng xin ngày hết. Ngày nào cũng cúng xin hết á. Ngày đạo Chúa thì thứ bảy nó mới đi nhà thờ. Còn ở nhà ngày thường ta đâu có cúng lại đâu. Còn ngày mình á, đạo Phật mình á, ngày nào cũng cúng, ngày nào cũng lại cũng xin. Cũng xin hết. Ngày nào cũng cầu trời cầu Phật hết. Cầu cho cha mẹ của quyền thất tổ, cầu cho ông bà tổ tiên mình hết. Rồi chăm họ vạn gia rồi chăm họ luôn. Hoàng thiên, hoàng thiên nè, và thiên địa trên trời đất tất cả chúng sanh đều khắp thế giới hoàng cầu này đều cầu nguyện cho anh ta hết. Tại vì trong mấy bài cúng của mình là thiên hoàng địa hoàng đó. Thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng là nhân là người đó là từ trên ba cõi đó, là mình cũng cầu xin cho người ta và mình và bản thân mình và cho ông bà mình cứu quyền mình luôn mỗi ngày mỗi sinh mỗi lại.
vì thầy cái đạo hòa hảo. Ừ. Ngày nào cúng sinh cho mà còn không biết kịp không. Ừ. Gác mà tu cúng ngày nhiều thời thì sinh nhiều lần. Ừ. Dạ. Có cái bà chính nha. Bà nói một ngày đó tao cúng mày biết không? Là 6 thời. Dạ. Ủa sao 6 thời dưới cô dì chính? Vì bạn với mẹ của cô á. Dạ. Nói mày biết không? Vừa cúng xong ha, mày vô mày nghỉ 10 phút. Cúng tiếp, nhang còn, nước còn, cúng tiếp. Yeah. 6 thời tụi nay cúng dữ sao kịp. Con cúng hen 10 phút vô nghỉ đi. Nhang còn, nước mình mới thay, ra cúng tiếp. Cúng đọc bài cúng lại nữa. Rồi vô nghỉ, nghỉ chừng 10 phút 20 phút ra cúng tiếp. Yeah. Bà cứ làm hoài vậy đó. Nói trời ơi, vì sao vì cúng bánh tao cúng là mười mấy lần luôn. À, người ta nghỉ 10 phút tôi vô tôi cúng. 5 phút thì vô tôi cúng. Chắc già hả cô Năm? Bà già, bà không có làm gì, bà cũng bảy mấy bạn với má của cô. Mà má cũng mất rồi mà bà tới giờ bà còn. Yeah. Bà không có ăn cơm, ăn rau là ăn rau mà lúc mà cô biết tới giờ đó ha, là cũng 20 mấy năm rồi đó. Yeah. Là ăn rau không. Yeah. Là kêu bà chính ăn rau đó. Giờ bà còn luôn. Yeah. Ừ. Bữa nào cô cháu mình đi thăm bà đó. Ở dưới quay một đoạn phim ở dưới Thốt Nốt á. Yeah. Đi vô chợ. Yeah. Để bữa nào cô điện có cho dịp mình đi. Bữa nào cô điện cho dì chính, hai dì chính là ngang bạn thân thiết với má của cô đó, là bà chính này á, thì bà bây giờ bà bị tai biến bà cũng nằm. Yeah. Nhưng mà bà còn tỉnh táo, còn cái dì chính đó là dính ăn gao bà nhét nhỏ xíu à. À bữa nào điện. Yeah. Điện mà lạnh cụ cụi à. Yeah. Cứng cỏi lắm. Bữa nào cô điện cho dì chính, chính dâu đó, rồi bà hôm trước á thì cô điện cho dì chính vô đó, hỏi dì chính ăn rau còn khỏe, mới nói khỏe lắm mày, nó bà còn khỏe lắm. Yeah. Có tao bây giờ tao nằm ở đây à, tao đi không được, tao tức, tao nói chết thì chết cho rồi. Nói thôi dì ơi, dì còn ba con trai 40 năm rồi. Yeah. Dì chính đó, dì chính là ở kế nhà cô Long Xuyên đó. Yeah. Là cái nhà dưới Châu Thành Chắc Đao đó nghe, còn cái dì chính ăn rau là ở dưới chợ ếch Thốt Nốt đi vô. Yeah. Hai bà đó là thân thiết với má cô đó, thân dữ dằn luôn đó. Mà má cô đi mười mấy năm nay rồi, hai bà còn đến giờ. Yeah. Bà ông tám mấy rồi đó. Yeah. Giờ bà ông tám mấy, chín mươi gì hết rồi đó. Chắc tám mấy chứ chưa chín mươi. Tại lúc đó là má cô lớn tuổi hơn mấy bà này, cũng 30 tuổi. Thì má cô giờ tám mấy, bà năm tám mấy rồi. Yeah. Dạ rồi, thì cảm ơn cô Năm sớm giờ cũng chia sẻ trong sấm giảng với bóng cội trùng rất là hay, rất là màu nhiệm. Thì đến đây cô Năm, trước khi kết thúc thì con mời cô Năm nhắn nhủ đến bà con, vì qua những nãy giờ cô cháu đã chia sẻ để bà con tu tập cho nó vững chắc hơn. Thì kết thúc thì cô Năm cũng có đôi lời gửi đến bà con. Bây giờ cái màn này nó là nó chót, màn ba chiến chót, thầy cũng kêu bước lên tàu cho kịp chuyến tàu. Thì bây giờ bà con nhất quyết để bước lên thuyền cho kịp. Thì có một đứa đệ tử của cô Năm ở ngoài Nha Trang nha, là nó nói con á, con thì con bên đạo thầy, không có phải đạo thầy, con đạo Phật, mà sao con thấy thầy nói nè Quyền Trân kêu tên ông, sao con không chịu mau mau mà bước lên tàu mà con đi đâu vậy? Yeah. Nếu con lên tàu mà con đợi mua vé nên người ta đông, con chạy đi chơi. Thầy nói Quyền Trân, con phải mau bước lên tàu. Đệ tử của con nó có vô đây rồi đó. Yeah. Cái con mới nằm trên bao con thấy nè, thấy chưa? Mà con thì con đạo Phật, con không có biết thầy, mà thầy kêu con gì đó. Thì hôm nay cô Năm cũng nói cái mầu nhiệm này là của cái đệ tử của cô nằm giấc mơ mới đây thôi, mới một tuần nay thôi chứ không có lâu. Thì thầy nói mau mau để bước lên thuyền. Thì thầy kêu tên nó luôn nè, Quyền Trân, sao con không mau bước lên tàu để không kịp chuyến tàu sao con? Thì nó trả lời, nếu con cũng đợi mua vé mà người ta chưa có đủ thầy ơi, cũng như đợi cho đủ đặng lên thuyền đó, nên bây giờ có mấy người à, nên con chạy lòng vòng. Cái thầy mới nó mới lại nó dỗ dài đó, thầy đứng cấp sau thì thầy ngồi lại nó dính cái vai thầy nào nó bước lên tàu đó, thấy chưa? Thầy cũng kêu chúng sanh mau mau cho kịp bước lên thuyền. Có gà mới đây, nhỏ đệ tử của cô. Mà nó nói con không có đạo thầy, mà cái con không biết thầy là ai. Cái con mới mở vô thức dậy, con mở Google ra, con thấy cái ông rút rút mơ đi trang đứt cái hình của đức thầy mà cô thờ ở nhà đó. Trang luôn, mà nói là đạo Phật.
đó ngoài Đà Nẵng. Nó vô đây bảo hẳn nè, vô tìm cô tới đây luôn đó. Mà đạo Phật thì với đạo thầy có một, có một, có một nên là nó được thầy kêu thấy không? Bởi vì cái câu mà ước lên thiền là có nó nha bà con. Bà con gán thầy kêu quyền trăng con mau bước lên tàu kêu tên nó luôn. Bởi vì bây giờ hen, bà con gán tu đi, có bước lên thiền chứ không phải là không đâu. Thiền là thiền lầm đó. Cái lầm mình tự bi rồi mình được lên. Thiền lầm, thiền là cái tâm mình, thiền lầm cái tâm, cái đó cái ở của mình. Đó nên là được thầy kêu nó mừng hết sức, điện cho cô nhắn cái tên còn tôi để cũng là một viên sâu với Phật căng tu với nó. Tu với nó. Dạ rồi thì đó giờ cô Năm chúc cho bà con nghe, gán bước lên thiền, thiền lòng từ bi, bước lên thiền thật. Nam Mô Di Đà Phật.